Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Thảo Ly cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Lực thuật các tin chính trong ngày hôm nay của chúng tôi. Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Bồ Đào Nha. Đức Tổng Giám mục Slav Stoslav Shevchuk than thở rằng một giai đoạn leo thang chiến tranh mới đang mở ra trước mắt chúng ta. Quảng trường Thánh Phêrô được chiếu sáng bởi ánh nến vào mỗi buổi tối thứ bảy khi những người hành hương lần chuỗi mân côi trong một cuộc rước để tôn vinh Đức Trinh Nữ Maria. Sau đây là phần tin chi tiết cùng các tin khác. Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Bồ Đào Nha. Phòng báo chí tòa thánh cho biết Đức Thánh Cha Francisco sẽ đến Bồ Đào Nha từ ngày mùng 2 đến mùng 6 tháng 8 tới đây, nhân dịp Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 37 tại Lisbon, thủ đô nước này. Và Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Trung tâm Thánh Mẫu Fatima ngày mùng 5 tháng 8, nơi Ngài đã đến hồi tháng 5 năm 2017 để tôn phong hai chân phước mục đồng Jacinta và Francisco Mato lên bậc hiển thánh. Mặt khác, Ủy ban Tòa Thánh về các Đại hội Thánh thể Quốc tế cho biết Đại hội thứ 53 sẽ tiến hành tại Quito, thủ đô Ecuador, từ ngày 8 đến ngày 15 tháng 9 năm tới 2024 với chủ đề Tình huynh đệ để chữa lành thế giới. Lấy hứng từ lời tin mừng, tất cả các con là anh chị em với nhau. Và nhắc nhớ kinh nghiệm đồng hành của giáo hội được kêu gọi trở thành nơi huynh đệ bao gồm cùng thuộc về giáo hội và có tinh thần hiếu khách sâu xa. Ngày 10 tháng 5 vừa qua, tại trụ sở Hội đồng Giám mục Ecuador, huy hiệu và bài ca chính thức của Đại hội Thánh thể này đã được giới thiệu. Các tin tức về biến cố này được trình bày trên mạng của Ủy ban Chuẩn bị và của Ủy ban Tòa Thánh về các Đại hội Thánh thể Quốc tế. Vị giám mục người Bồ Đào Nha cho rằng việc lựa chọn con tem kỷ niệm Đại hội Giới Trẻ Thế Giới như hiện nay là không phù hợp và chắc chắn Đức Thánh Cha Francisco không đồng nhất với hình ảnh dân tộc chủ nghĩa này. Con tem cũng đã bị chỉ trích nặng nề trên phương tiện truyền thông xã hội. Cuối tuần qua, Tòa Thánh đã quyết định rút lại con tem Đại hội Giới Trẻ Thế Giới sau các chỉ trích. Tưởng cũng nên nhắc lại là Đức Cha Carlos Moreira Azevedo, người Bồ Đào Nha, Chủ tịch Ủy ban Giáo Hoàng về Khoa học Lịch sử, cho rằng hình ảnh con tem kỷ niệm Ngày Giới Trẻ Thế Giới do Vatican đưa ra là rất tệ. Vatican đã đưa ra một con tem kỷ niệm Ngày Giới Trẻ Thế Giới tại Lisbon, lấy cảm hứng từ một bức tranh của Padre Dos Nestros Pimentos, trong đó hình ảnh của Đức Thánh Cha Francisco ở vị trí của Infante Henrique và những người trẻ tuổi ở vị trí của các nhà hàng hải. Sau khi hình ảnh con tem được công bố, đã có một số bình luận tiêu cực được đăng trên mạng xã hội, trong đó đề cập đến chủ nghĩa thực dân Bồ Đào Nha. Đối với vị giám mục người Bồ Đào Nha, Đức Thánh Cha Francisco chắc chắn không đồng nhất với hình ảnh dân tộc chủ nghĩa này, mà theo quan điểm của Ngài là trái ngược với tình huynh đệ đại đồng. Theo Đức Cha Carlos Azevedo, đang làm việc tại Vatican, con tem dựa trên một tác phẩm rất nổi tiếng và gợi lên một cách sử thi một thực tế mục vụ không tương ứng với tinh thần đó. Thiết kế của tem được phát hành cùng với tem kỷ niệm có logo World Youth Day được thiết kế bởi Stefano Mori. Giống như thuyền trưởng Henrik dẫn đầu thủy thủ đoàn trong việc khám phá tầng thế giới, thì Đức Thánh Cha Francisco cũng dẫn dắt giới trẻ và giáo hội trong con thuyền của Thánh Phêrô, một ghi chú được đăng trên trang web tin tức của Vatican News giải thích như trên. Đức Cha Carlos Azevedo nhìn nhận rằng con tem có ý hướng thúc đẩy cuộc gặp gỡ của những người trẻ tuổi với Đức Giáo Hoàng, nhưng chẳng may lại lấy các hình ảnh tiêu biểu của chủ nghĩa thực dân Bồ Đào Nha. Con tem được đề cập có mệnh giá 3,10 euro và số lượng in là 45.000 chiếc. Con tem kỷ niệm ở định dạng hình tròn đại diện cho logo chính thức của World Youth Day Lisbon sẽ được bưu điện Arco della Campagne ở Praça São Pedro sử dụng từ ngày 16 tháng 5. Lisbon là thành phố được Đức Thánh Cha Francisco chọn để tổ chức Ngày Giới Trẻ Thế Giới lần tới, sẽ diễn ra từ ngày 1
đến ngày 6 tháng 8 năm nay, với các nghi lễ chính diễn ra tại Parque Tejo, phía bắc Parque das Nações, bên bờ sông Tagus. Đại hội Giới Trẻ Thế Giới được khai sinh theo sáng kiến của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị sau thành công của cuộc gặp gỡ đầu tiên vào năm 1985 tại Roma. Đại hội Giới Trẻ Thế Giới lần đầu tiên diễn ra vào năm 1986 tại Roma, đã đi qua Buenos Aires 1987, Santiago de Compostela 1989, Czechoslovakia 1991, Denver 1993, Manila 1995, Paris 1997, Rome 2000, Toronto 2002, Cologne 2005, Sydney 2008, Madrid 2011, Rio de Janeiro 2013, Krakow 2016 và Panama 2019. Đức Thánh Cha Francisco là người đầu tiên ghi danh tham gia Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Lisbon 2023 vào ngày 23 tháng 10 năm 2022 tại Vatican trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật. Cử chỉ này đánh dấu việc mở ghi danh trên toàn thế giới cho cuộc gặp gỡ thế giới của những người trẻ tuổi với Đức Giáo Hoàng. Cho đến nay, hơn 600.000 thanh niên đã ghi danh. Đức Tổng giám mục Sviatoslav Shevchuk than thở rằng một giai đoạn leo thang chiến tranh mới đang mở ra trước mắt chúng ta. Đáng buồn thay, cuộc chiến vẫn đang tiếp diễn và chúng ta đang chứng kiến một giai đoạn leo thang mới. Theo các tổ chức quốc tế, khoảng 18 triệu người Ukraine hiện nay cần hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp. Đức Tổng giám mục Sviatoslav Shevchuk, nhà lãnh đạo của Giáo hội Công giáo Ukraine nghi lễ Đông Phương cho biết như trên vào tuần thứ 66 của cuộc chiến toàn diện của Nga chống lại Ukraine. Đức Tổng giám mục lưu ý rằng, trong những ngày gần đây, số lượng các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn trong đêm vào Ukraine, đặc biệt là ở Kyiv, đã tăng lên đáng kể. Chúng tôi tin rằng tiếng nói của các bạn sẽ cứu sống hàng trăm thường dân. Hãy cho thế giới biết rằng Ukraine đang đứng vững, Ukraine đang chiến đấu, Ukraine đang cầu nguyện, vị lãnh đạo tinh thần nhấn mạnh. Ngài lưu ý rằng, phiên họp thứ 94 của Thượng hội đồng giám mục của Giáo hội Công giáo Ukraine nghi lễ Đông Phương đã được tổ chức tại Trung tâm Thánh Mẫu Zavanistia vào những ngày này. Tại cuộc họp Thượng hội đồng, các thành viên của Thượng hội đồng đã xem xét cách riêng đến tình hình nhân đạo ở Ukraine. Đức Tổng giám mục nhận định rằng, các vấn đề sẽ chỉ gia tăng trong những tháng tới. Đầu tiên, nhu cầu giúp đỡ người dân về lương thực ngày càng tăng, và chúng tôi đang nỗ lực để cung cấp thức ăn cho người đói và cho người khác, Ngài nói. Vấn đề nhân đạo lớn thứ hai là trẻ em, là nhóm xã hội dễ bị tổn thương nhất. Ngày nay, hàng ngàn trẻ em đã phải dừng việc học và không có cơ hội tiếp tục học ở trường. Do đó, nó có thể trở thành một vấn đề nhân đạo to lớn. Người đứng đầu Giáo hội Công giáo Ukraine nghi lễ Đông Phương cũng cảm ơn Đức Thánh Cha Francisco vì Ngài sẵn sàng ủng hộ một kế hoạch hòa bình để giải quyết vấn đề to lớn của Ukraine trong cuộc gặp với Tổng thống Volodymyr Zelensky. Kế hoạch hòa bình 10 điểm mà Ukraine đưa ra hôm nay trên thực tế là 10 loại khủng hoảng nhân đạo hoặc các cuộc khủng hoảng khác đòi hỏi phải có phản ứng ngay lập tức. Do đó, kế hoạch hòa bình của Tổng thống của chúng tôi là 10 yếu tố cần thiết cho sự tồn tại của người dân Ukraine, từ các vấn đề an ninh đến việc đáp ứng các nhu cầu cơ bản của người dân chúng tôi, Đức Tổng giám mục Sviatoslav nói. Đức Tổng giám mục nhắc nhở rằng, Giáo hội Công giáo Ukraine nghi lễ Đông Phương đã luôn và sẽ ở bên người dân của mình, đóng vai trò là tiếng nói của họ trước quyền lực của thế giới này, nuôi dưỡng người dân của mình, chữa lành vết thương cho họ, làm mọi thứ có thể để họ có thể sống, sống trong Chúa, sống dồi dào. Quảng trường Thánh Phêrô được chiếu sáng bởi ánh nến vào mỗi tối thứ bảy khi những người hành hương lần chuỗi mân côi trong một cuộc rước để tôn vinh Đức Trinh Nữ Maria. Cuộc rước mân côi là một phần trong sáng kiến của Vatican trong tháng 5, một thời gian đặc biệt của lòng sùng kính trong Giáo hội Công giáo để tôn vinh Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa. Đền thờ Thánh Phêrô đang tổ chức cuộc rước nến vào lúc 9 giờ tối thứ bảy hàng tuần trong tháng 5.
giữa những cơn giông bão mùa xuân của Roma. Những người hành hương đã trung thành đến tham gia đám rước, dù mưa hay nắng. Cha Michael Kong, một linh mục từ Úc, hiện đang cư trú tại Roma, đã tham dự cuộc rước gần đây nhất và chuẩn bị cho thời tiết xấu. Tôi đi bộ đến quảng trường Thánh Phêrô với chiếc dù của mình dưới mưa. Nhưng điều may mắn là ngay trước khi buổi đọc kinh bắt đầu, trời tạnh mưa. Cha Kong nói với CNA. Vị linh mục cho biết, cuộc rước công khai là một lời nhắc nhở đẹp đẽ rằng có rất nhiều người vẫn lần chuỗi mân côi và có lòng sùng kính Đức Maria. Điều này bảo đảm với tôi rằng tôi không đi bộ một mình, nhưng có nhiều tín hữu lần chuỗi mân côi và đi trên con đường này với cùng một ý định. Ngài nói, cuộc rước mân côi là một trong một số hoạt động sùng kính công khai mới diễn ra tại Vatican. Đền thờ Thánh Phêrô cũng đang tổ chức một cuộc hành hương đi bộ, đưa những người hành hương đến cầu nguyện tại những bức ảnh Đức Mẹ quan trọng nhất trong đền thờ vào mỗi thứ Bảy của tháng 5 lúc 4 giờ chiều. Trong suốt mùa hè, đền thờ Thánh Phêrô cũng sẽ tiếp tục cung cấp các chầu thánh thể ngoài trời vào thứ Ba đầu tiên của mỗi tháng. Trong cuộc rước mân côi, những người hành hương mang theo một bức ảnh lớn có khung của Đức Trinh Nữ Maria có tựa đề Mater Ecclesiae, có nghĩa là Mẹ của Giáo hội. Một bản sao của bức ảnh gốc được tìm thấy bên trong đền thờ Thánh Phêrô. Hình ảnh Mater Ecclesiae ban đầu của Đức Trinh Nữ Maria và Chúa Hài Đồng được vẽ trên một cây cột trong đền thờ Thánh Phêrô cũ, được xây dựng bởi Hoàng đế Constantine vào thế kỷ thứ tư. Sau đó nó được chuyển đến đền thờ Thánh Phêrô vào thế kỷ 16, nơi vẫn còn có thể nhìn thấy nó phía trên một trong những bàn thờ phụ. Một bức tranh khảm về Đức Trinh Nữ Maria nhìn ra quảng trường Thánh Phêrô được lấy cảm hứng từ hình ảnh Mater Ecclesiae ban đầu. Bức tranh khảm được lắp đặt sau vụ ám sát Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị vào năm 1981. Khi làm phép bức tranh khảm, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã cầu nguyện: xin cho tất cả những ai đến quảng trường Thánh Phêrô này sẽ ngước nhìn lên Mẹ Maria để được hướng dẫn với tình cảm tin tưởng của người con, lời chào và lời cầu nguyện của họ. Năm 2018, Đức Thánh Cha Francisco đã thêm lễ nhớ Đức Maria, Mẹ Giáo hội vào lịch phụng vụ cho thứ hai sau lễ hiện xuống. Ngài chỉ ra, đây là một phần của tất cả kết cấu xã hội rách nát này, và trên hết là sự thiếu vắng các giá trị đạo đức và những tình huống mà người dân của chúng ta chắc chắn đang trải qua một cách ẩn danh. Thị trưởng của Durango, Jose Antonio Ochoa, đã mô tả vụ việc là một cuộc tấn công, mà từ đó Tổng giám mục may mắn thoát chết mà không hề hấn gì. Ochoa chỉ ra rằng, anh ta đã chỉ thị cho cấp dưới của mình tăng gấp đôi nỗ lực an ninh trong khu vực. Chúng tôi sẽ chú ý đến nó, ông nói và nói thêm. Chúng tôi sẽ không cho phép loại sự việc này lặp lại. Thị trưởng lưu ý rằng Durango là một trong năm thành phố an toàn nhất trong cả nước Mỹ Tây Cơ. Chính thống giáo Ukraine quyết định mừng lễ Giáng sinh vào ngày 25 tháng 12 để tách biệt hoàn toàn với Nga. Giáo hội chính thống chính thức của Ukraine hôm thứ Tư cho biết họ đã quyết định chuyển sang lịch mà lễ Giáng sinh được tổ chức vào ngày 25 tháng 12, một động thái nhằm xa rời hoàn toàn với Nga. Các tín hữu Kitô Ukraine, đa số theo chính thống giáo, có truyền thống tổ chức lễ Giáng sinh vào ngày 7 tháng Giêng cùng với các quốc gia chính thống khác. Câu hỏi này nảy sinh với một động lực mới do sự xâm lược của Nga, giáo hội chính thống Ukraine, gọi tắt là OCU, đã viết như trên trong một thông báo về sự thay đổi khỏi lịch Julian. Ngày nay, lịch Julian được coi là có liên quan đến văn hóa giáo hội Nga. Giáo hội Công giáo Ukraine nghi lễ Đông Phương, chiếm 10% dân số Ukraine, đã công bố một sự thay đổi tương tự vào tháng 2 vừa qua. Reuters báo cáo rằng OCU cho biết họ sẽ sử dụng lịch Julian sửa đổi từ ngày 1 tháng 9, là ngày bắt đầu năm phụng vụ mới.
Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô.